mua hả? Sao con? Con mua hả? Qua đây biểu à, nè, ba nói nghe nè Nam. Qua đây ba nói nghe nè. Qua đây ba nói nghe nè. Con để đây làm gì ạ? Con mua hả? Mà sao con chọn quyển này? Quyển này không hay. Vậy sao chọn quyển này? Con thích mấy quyển này là tại vì nó có mấy con bạc hả? Nhưng mà con có đọc được không? Đọc được ba mua cho nha. Thôi nhiêu đủ rồi, con hết tiền rồi, nhiêu đủ rồi, đây.